Những thông tin nổi bật trong bản tin trưa nay: bắt giữ hai cán bộ thuộc Học viện Quân y trong vụ Việt Á; nhiều thiếu niên mắc Covid-19 tụ tập đua xe trên quốc lộ 1; Cà Mau phân loại chất thải đối với F0 quản lý tại nhà; Cà Mau ra soát nguyện vọng của phụ huynh về hình thức tổ chức dạy học; Khánh Hòa tìm nguồn lao động để đón đầu mùa du lịch hè; An Giang, thị trấn Tri Tôn hoàn thiện hạ tầng hướng đến nâng cấp đô thị loại 4; Bình Thuận, hơn 27.500 trường hợp vi phạm phát hiện qua hệ thống camera; Khánh Hòa, mẹ đỡ đầu của những trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Chuyển động 25 giờ, tin nóng từ các địa phương. Thưa quý vị, mở đầu cho bản tin trưa nay ngày 10 tháng 3 sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Cáo buộc có sai phạm trong việc nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 và việc mua sắm vật tư, kích xét nghiệm từ công ty Việt Á, cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng đã bắt giữ hai cán bộ của Học viện Quân y, thông tin đến từ báo Người Lao Động. Ngày 8 tháng 3, theo nguồn tin, cơ quan điều tra đã bắt hai quân nhân thuộc Học viện Quân y để điều tra về những sai phạm trong việc nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 phục vụ công tác phòng chống dịch và việc mua sắm vật tư, kích xét nghiệm từ công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Theo đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ đại tá Nguyễn Văn Hiệu, phó bí thư chi bộ, trưởng phòng trang bị vật tư Học viện Quân y. Ngoài ông Hiệu, trước đó, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ chủ nhiệm đề tài nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 là thượng tá Hồ Anh Sơn, bí thư chi bộ, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y. Trước đó, tại kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát, để một số cán bộ, lãnh đạo học viện vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quá trình đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 phục vụ công tác phòng chống dịch và việc mua sắm vật tư, kit xét nghiệm từ công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Thượng tá Hồ Anh Sơn, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, chủ nhiệm đề tài, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Bí thư chi bộ, trưởng phòng trang bị vật tư và lãnh đạo cán bộ một số đơn vị thuộc học viện cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y, chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ủy ban kiểm tra cho rằng, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và Học viện Quân y, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Thông báo kết quả kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, những vi phạm nêu trên có trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng, một số đồng chí lãnh đạo và tổ chức cá nhân ở Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế đang được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục kiểm tra, làm rõ. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 3, Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội vừa kịp thời giải tán một nhóm quái xế tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép. Thông tin đến từ báo Người Lao Động. Rạng sáng cùng ngày, nhóm đối tượng trên tập trung dàn hàng, nẹt bô, so kè đánh võng trên quốc lộ 1 hướng từ khu công nghiệp Biên Hòa đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhóm này di chuyển đến công viên văn hóa Suối Tiên, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức, thì bị tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc phối hợp cùng công an thành phố Thủ Đức vây ráp. Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm người trên tăng ga bỏ chạy tán loạn nhưng bất thành. Trong 28 đối tượng bị bắt giữ, nhiều người tuổi từ 14 đến 17 và đều bỏ học. Qua test nhanh, công an phát hiện có 4 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, ít nhất một trường hợp biết mình bị mắc COVID-19 nhưng vẫn cố tình tụ tập. Thưa quý vị, xây dựng phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh đối với các trường hợp F0 đang quản lý tại nhà trên địa bàn là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đối với Sở Y tế, Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau. Thông tin đến từ truyền hình Cà Mau.
Theo đó, hướng dẫn việc phân loại chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của người F0 đang được quản lý tại nhà, bao gồm cả đồ giải, quần áo thải bỏ và khẩu trang, trang phục phòng hộ cá nhân của người chăm sóc khi tiếp xúc với F0 thải bỏ, được coi là chất thải lây nhiễm và phải được bỏ vào túi hoặc thùng có lót túi, bên ngoài túi thùng đựng chất thải, có chữ chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Các loại chất thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vực khác của nhà có người F0 thực hiện phân loại theo hướng dẫn của địa phương để đưa đi xử lý theo quy định. Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người dân. Thông tin đến từ truyền hình Lâm Đồng. Cụ thể, Sở Y tế tỉnh đề nghị các đơn vị khẩn trương đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý 1 năm 2022. Tiêm mũi thứ nhất cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, hoàn thành trong tuần đầu tháng 3 năm 2022. Chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine. Tổ chức tiêm vaccine an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bố trí các điểm tiêm chủng tập trung lưu động tại nhà một cách khoa học, hợp lý, linh hoạt để mọi đối tượng được tiêm chủng miễn phí kịp thời. Đúng quy định với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người và tiêm chủng vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước. Đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi, người có bệnh nền, người không đi lại được, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, v.v. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố căn cứ số liệu chưa tiêm vaccine trên địa bàn, theo số liệu thống kê hàng ngày của Sở Y tế, phối hợp với Bộ phận tin học của huyện, thành phố, trích xuất toàn bộ danh sách các trường hợp chưa tiêm mũi 2, liều bổ sung, liều nhắc lại, đã đến thời gian tiêm và phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn để tiến hành rà soát từng trường hợp, tiến hành tổ chức tiêm ngay để đảm bảo 100% các trường hợp này đã được tiêm vaccine theo quy định. Các trường hợp không đồng ý tiêm yêu cầu ký bản cam kết, chịu trách nhiệm khi mắc bệnh COVID-19, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai tiêm chủng tại địa phương và rà soát số lượng vaccine đã được phân bổ để chỉ đạo đôn đốc việc tiếp nhận vaccine và triển khai tiêm chủng kịp thời. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bố trí lịch công tác và hội họp, quy trình làm việc hợp lý, khoa học, tránh tập trung tiếp xúc đông người, hạn chế lây lan diện rộng. Thông tin đến từ truyền hình Cà Mau. Đối với việc dạy và học, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và đơn vị trường học theo dõi nắm chặt tình hình diễn biến của dịch bệnh, tra soát nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh về hình thức tổ chức dạy học, để tham mưu đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thống nhất trên địa bàn tỉnh. Để chuẩn bị tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, thủ trưởng các đơn vị trường học khẩn trương phối hợp với ngành y tế tuyên truyền ý nghĩa lợi ích của hoạt động tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cha mẹ, người thân của trẻ 5 đến dưới 12 tuổi, đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, vận động phụ huynh cho con em tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19. Thưa quý vị, Chính phủ đã đồng ý mở cửa hoàn toàn các hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3. Các doanh nghiệp du lịch Nha Trang, Khánh Hòa đang tuyển dụng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực để thích ứng với tình hình mới. Trước mắt là hướng đến mùa du lịch hè năm 2022. Thông tin đến từ truyền hình Khánh Hòa. Do ảnh hưởng dịch bệnh, hoạt động kinh doanh bị thu hẹp nên nhiều doanh nghiệp du lịch đã cắt giảm nhân sự trong thời gian dài. Trong giai đoạn khó khăn nhất, 80% lao động trực tiếp ngành du lịch tại Khánh Hòa, tương đương 40.000 lao động phải nghỉ việc, chuyển việc. Vì vậy, để đón đầu cho sự phục hồi du lịch, các doanh nghiệp cần có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực để sẵn sàng đón khách mùa du lịch hè, tránh tình trạng thiếu hụt nhân lực như đợt Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 vừa qua. Thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, định hướng trong việc xây dựng sản phẩm đặc thù của du lịch Khánh Hòa, Sở Du lịch sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực nhằm xây dựng đội ngũ lao động chất lượng, chuyên nghiệp cho du lịch xứ Trầm Hương. Hiện nay, Sở Du lịch đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ sở đào tạo để mở các lớp đào tạo về ngoại ngữ, nghiệp vụ quản lý khách sạn chất lượng cao, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch. Trong thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh An Giang đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hiện tốt theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh An Giang. Thông tin đến từ truyền hình An Giang.
Thực hiện kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm, việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm năm 2021, Sở Công Thương tỉnh An Giang đã tổ chức kiểm tra 20 cơ sở, doanh nghiệp, chủ yếu nhắc nhở yêu cầu khắc phục các vi phạm về xác nhận tập huấn kiến thức, cơ sở nhỏ lẻ, rất khó tự thực hiện, khám sức khỏe quá hạn, thiếu hồ sơ công bố. Bên cạnh đó, phối hợp Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh An Giang triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2021, Tết Trung thu năm 2021, tham gia các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm do Cục Quản lý Thị trường, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế chủ trì. Nhờ quan tâm thực hiện đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, ngành đã giúp ngăn chặn, xử lý nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, góp phần làm cho thị trường thực phẩm an toàn hơn. Đáng chú ý, Sở đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hiện tốt theo chương trình kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh. Đặc biệt, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn và đã xây dựng lộ trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 và công bố công khai các quy trình thủ tục hành chính theo quy định. Năm 2022, Sở Công Thương tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới thuộc trách nhiệm quản lý ngành công thương trên địa bàn tỉnh An Giang. Tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành công thương, thực hiện rà soát điều chỉnh phù hợp, đảm bảo các thủ tục hành chính được thực hiện thuận lợi. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị có liên quan kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán, tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu, triển khai kịp thời đến các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành công thương, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Chính phủ và Bộ Công Thương, chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương theo phân cấp quản lý. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3, các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ đạo ngày trời nắng, chỉ xuất hiện mưa một vài nơi về chiều tối, ít mưa, nắng mạnh nhiều ngày. Hình thái thời tiết này khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng tăng cao. Thông tin đến từ truyền hình An Giang. Theo Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện có 40 huyện thị xã thuộc Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ cảnh báo cháy cấp 4, 5. Ở những cánh rừng này đều không mưa, nắng khô lâu ngày, lớp thực bì đang khô dần dẫn đến rủi ro cháy cao. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiệt hại có thể xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành chủ động thực hiện việc phòng cháy chữa cháy rừng, phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể với từng cơ quan, đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện việc phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương, cơ sở. Các đơn vị tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô hành, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. Người dân cần nâng cao ý thức, không dùng lửa trong, gần rừng, xử lý thực bì, đốt trước có kiểm soát, đăng ký thời gian đốt thực bì để làm rẫy. Các cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện các quy định về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, luôn chủ động tốt phương châm 4 tại chỗ trong chữa cháy rừng. Các đơn vị, chủ rừng chủ động rà soát các phương án phòng cháy chữa cháy rừng đã xây dựng, xác định cụ thể những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để bố trí nguồn nhân lực, vật lực sẵn sàng ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất để xảy ra cháy rừng, kịp thời xử lý không để cháy rừng lan rộng. Tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, phát huy truyền thống văn hóa, tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo, chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, huy động các nguồn lực xây dựng thị trấn Tri Tôn đạt đô thị loại 4. Với sự ủng hộ và nhiệt tình của người dân, thì trong việc xây dựng mở những cái đường mới và nâng cấp, mở rộng các tuyến đường để đảm bảo cho cái sự giao thông thông thoáng và đồng thời xây dựng những con đường mới hiện nay cũng như là chỗ là nối dài chỗ lên dân 8. Và đồng thời phố đi bộ và mở rộng là chỗ đường là Ngô Quyền, đường là từ Long Xuyên vô là giáp với chỗ thị trấn là chỗ được từ cộng 15 vô. Trong quá trình thực hiện thì đối với người dân thì trên cơ sở là ủng hộ của người dân thì sự thương lượng và đồng cảm của người dân thì có rất thuận đồng tình cùng với chính quyền địa phương để xây dựng quê hương. Ngoài hoàn thiện hạ tầng giao thông, nhiều điểm vui chơi giải trí cũng được đầu tư khang trang giúp người dân địa phương có điểm nghỉ ngơi,
trẻ em có nơi vui chơi an toàn, lành mạnh. Chính vì vậy, chủ trương hoàn thiện hạ tầng hướng đến đưa đô thị thị trấn Tri Tôn đạt chuẩn loại 4, nhận được sự đồng tình cao của người dân. Đối với đảng bộ và chính quyền nhân dân của thị trấn Tri Tôn, nhiều năm gần đây thì có nhiều cái thay đổi rất là lớn, đặc biệt là cái phát triển cơ sở hạ tầng, đường giao thông, vỉa hè thông thoáng, đó. Nhất là những con hẻm đều được là bê tông hóa, rồi có chỗ, có những cái công viên ở các khóm để mà người dân là để giải trí sau những ngày lao động. Nhìn chung là thấy nhân dân là rất là phấn khởi, rất là đồng tình với chủ trương này. Thì mình thấy cái người dân ở trong cái thị trấn là trước đây á, thì cái điều kiện kinh tế là nói chung là nó cũng còn hơi gặp khó khăn. Nhưng mà giờ nay á, thì mình nhìn cái bộ mặt đó, cái thị trấn của mình là bà con mình có một cái chỗ là coi làm ăn có cái chuyện chấm khá hơn. Nó rồi từng bước để cùng với địa phương để xây dựng đô thị văn minh. Rồi tiến tới là mình là cùng với nhà nước địa phương là mình sẽ xây dựng một cái đô thị loại 4. Đến nay, đô thị thị trấn Tri Tôn đã cơ bản hoàn thiện các bước thủ tục, các tiêu chí để đưa thị trấn Tri Tôn đạt chuẩn đô thị loại 4 đã cơ bản hoàn thành và được đánh giá cao. Đến thời điểm hiện nay đấy, thì theo cái chấm điểm của bộ tiêu chí để mà nâng cấp cái đô thị lên đô thị loại 4 đó, thì theo trong cái thực hiện trong đề án và chấm điểm là hiện nay được 85 điểm. Đó, cho nên từ chỗ này là cái mang tính chất là trong tương lai rất nhiều. Chỉ còn là một bước nữa là mình sẽ thông qua đề án ở tại trung ương đối với chính phủ để mà được công nhận là đô thị loại 4. Có thể thấy, với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn đã tạo nên diện mạo tươi sáng, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện miền núi Tri Tôn. Việc đưa thị trấn Tri Tôn trở thành đô thị loại 4 sẽ tạo nên hình ảnh một đô thị văn minh, giàu về kinh tế, sạch về môi trường, vững chắc về quốc phòng an ninh trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Sau một năm đi vào hoạt động từ ngày 3 tháng 2 năm 2021 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Thuận, lực lượng chức năng đã phát hiện 27.598 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thông tin đến từ truyền hình Bình Thuận. Trong đó, từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 14 tháng 12 2021 đã phát hiện hơn 26.000 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng đã dừng xử phạt nóng gần 5.500 trường hợp và gửi hơn 31.000 thông báo vi phạm tới chủ phương tiện. Số trường hợp vi phạm đến giải quyết theo thông báo là hơn 2.700 trường hợp. Còn trong 2 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng đã phát hiện và dừng xử phạt nóng 850 trường hợp, gửi gần 9.800 thông báo vi phạm. Đến nay đã có gần 590 trường hợp đến giải quyết. Qua đó, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm gần 1.800 trường hợp với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn hơn 550 trường hợp, tạm giữ một xe ô tô. Thưa quý vị, tiếp nối mô hình tình thương cho em hậu COVID-19 đầu tháng 10 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu nhằm hỗ trợ chăm sóc cho các em bị mồ côi do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn. Chương trình đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp, các ngành và hội viên phụ nữ. Đây cũng là một trong những mô hình phân biệt tiêu biểu của các cấp hội cơ sở trong nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Thông tin đến từ truyền hình Khánh Hòa. Ngây thơ nhìn lên ảnh thờ của mẹ, bé Phan Nguyễn Khang Ngân sinh năm 2017 ở tổ dân phố Phú Hải, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, còn quá nhỏ để hiểu rằng giờ đây mình là em bé mồ côi. Tháng 10 năm 2021, bà của Ân vào thành phố Cần Thơ để chữa bệnh rồi mắc COVID-19 và qua đời. Trước đó, mẹ của cháu cũng đã mất vì bệnh nan y. Khả Ân luôn theo bà ngoại. Bà chính là điểm tựa duy nhất của Ân. Nhưng bà đã già yếu hay đau ốm, cuộc sống phụ thuộc nhiều vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và hàng xóm láng giềng. Ông ngoại nói là thôi cởi ráng nuôi cháu, giờ tôi với bà cũng ráng cố gắng, cũng nhờ mạnh quân với nhờ các địa phương. Giờ giúp đỡ cho cháu cởi nó, còn một hơi thở cuối cùng quay lại quản nuôi cháu. Bây giờ nó mất rồi, bây giờ không có được, không có bỏ cháu được. Bây giờ nhờ bà mạnh quân, các phụ nữ rồi giúp đỡ cho cháu.
Cảm thương với hoàn cảnh của Khả Ân, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh đã có kế hoạch đỡ đầu cho cháu. Bên cạnh việc thăm hỏi động viên, hội thường xuyên phối hợp với địa phương vận động thêm kinh phí, nhu yếu phẩm, gạo để hỗ trợ hai bà cháu. Bên cạnh các chính sách của nhà nước, của tỉnh đã được triển khai thực hiện, các tổ chức cá nhân cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hoàn cảnh này, giúp cháu vượt qua sự mất mát bằng sự chăm sóc tận tình, ấm áp. Cái chương trình đỡ đầu này mang một tính ý nghĩa rất là nhân văn. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Phú cũng rất là mong nhà nước, các ban ngành đoàn thể cùng với toàn xã hội chung tay giúp đỡ và tạo điều kiện để mà giúp đỡ cho cháu có một cuộc sống y như những cái đứa trẻ khác. Ngay sau khi Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng và triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu trong các cấp hội với mục tiêu tạo điều kiện để trẻ mồ côi do COVID-19 được hỗ trợ, chăm sóc, phát triển toàn diện trong gia đình và cộng đồng, được đảm bảo đầy đủ các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật với thông điệp. Không để các trẻ em mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn, bị bỏ sót, không được hỗ trợ, chăm sóc, đỡ đầu. Trước mắt ở Khánh Hòa, chương trình thực hiện theo nhiều hình thức, từ việc các tổ chức cá nhân, tổ nhóm phụ nữ trực tiếp nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại gia đình, cộng đồng, trung tâm, bệnh viện và gián tiếp thông qua gia đình, người nuôi dưỡng hoặc hỗ trợ tài trợ qua chương trình, trừ phần quà san sẻ yêu thương ở các cấp hội. Khuyến khích vận động các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu, đảm bảo sự ổn định về môi trường sống, tâm sinh lý của trẻ. Mỗi tổ chức cá nhân có thể nhận đỡ đầu một hoặc nhiều trẻ, khuyến khích cam kết nhận đỡ đầu các con đến khi trưởng thành hoặc trong một thời gian nhất định, theo điều kiện khả năng của tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu hoặc nguyện vọng của gia đình. Cái chương trình này là nhằm vận động cán bộ hội viên phụ nữ, các tập thể cá nhân mạnh thường quân chung tay hỗ trợ cho các em kể cả vật chất và tinh thần. Và hội phụ nữ chúng tôi là cái nơi để mà kết nối giữa người nuôi dưỡng và người mà hỗ trợ, với một cái tinh thần làm sao là cho các con được phát triển toàn diện, rồi được chăm sóc, được nuôi dưỡng về sức khỏe, về tinh thần và học tập. Cái chương trình của chúng tôi là sẽ theo sát các em đến năm 18 tuổi. Chúng tôi sẽ kêu gọi càng nhiều mẹ đỡ đầu, chăm sóc cho các con thì càng tốt. Cho đến thời điểm hiện tại, chương trình kết nối mẹ đỡ đầu do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa triển khai đã có 10 mẹ, 15 tổ chức đăng ký nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng 18 trẻ mồ côi có cha mẹ mất do dịch bệnh COVID-19. Với mong muốn tạo nên không gian sống lành mạnh cho trẻ em đã phải chịu nỗi đau mất cha mẹ vì đại dịch, mẹ đỡ đầu luôn đặt lợi ích của trẻ lên hàng đầu. Để làm tốt chương trình, Hội Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các hội cơ sở tích cực nắm bắt tình hình để kịp thời quan tâm và đưa ra hình thức hỗ trợ phù hợp với trẻ, đồng thời tăng cường sự phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm nhằm nối rộng vòng tay, xoa dịu phần nào nỗi đau, ổn định tâm sinh lý cho trẻ trong quá trình trưởng thành. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động 25 giờ, tin nóng từ các địa phương trưa nay. Chương trình được phối hợp thực hiện giữa cơ quan báo chí, đài truyền hình và MCQ Network tổng hợp, chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên các kênh digital của các đơn vị. Quý vị có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook, TikTok của MCV Network và các đơn vị báo đài liên quan và siêu ứng dụng Netlove. Giang Thái xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong bản tin ngày mai.